Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bài barbell back squat low bar. Tức là khi mà đặt thành đòn ấy, thì nó sẽ bình thường là hai bar nó sẽ đặt ở trên cao này, nhưng mà với low bar thì cái thành đòn nó sẽ đặt ở dưới thấp hơn. Và trong bài low bar này thì nó sẽ tác động chủ yếu vẫn là vào đùi trước, tuy nhiên thì nó vẫn sẽ tác động thêm vào các nhóm cơ như là lưng dưới, mông và đùi sau. Và bây giờ thì bạn Hoàng Vy sẽ thực hiện bài barbell back squat low bar. Khi setup thì chú ý chiều cao của thanh đòn sẽ thấp hơn khi bạn tập 2-3 và nó sẽ nằm ở khoảng ngang ngực. Trước khi nhấc tạ lên, chân rộng bằng vai và có thể hơn một chút, đứng ngay dưới thanh đòn. Tùy thuộc vào độ linh hoạt của vai mà các bạn hãy chọn độ rộng tay nắm sao cho phù hợp. Làm sao cho khi đặt thanh đòn lên vai mà phần lưng trên có thể gồng được thật chặt, thanh đòn không bị lung lay. Khi đưa người vào thì cố miết lưng lên thanh đòn và đồng thời dùng tay kéo thanh đòn xuống. Đứng thẳng lên rồi bước về phía sau 2 bước, chỉnh lại chân sao cho thật cân. Gồng chặt bụng, bắt đầu bằng việc hơi đưa hông về phía sau và ngồi xổm xuống. Đồng thời giữ đầu gối theo hướng mũi chân. Khi squat xuống thì mình sẽ muốn là mông tối thiểu xuống thấp hơn đầu gối. Một số lỗi mà mọi người hay gặp là không gồng chặt lưng khiến cho thanh đòn đung đưa. Lỗi thứ hai khá phổ biến là đầu gối bị đổ vào phía trong. Lỗi thứ ba là bất wing hay là cụp mông. Thì lỗi này là do độ linh hoạt của từng người. Các bạn có thể cải thiện luôn bằng cách là gồng chặt lại bụng, đứng rộng hơn một chút và mở thêm mũi chân ra ngoài.